Mặt nạ ngủ organic nghệ nano, nano curcumin sleeping mask gel ra đời giúp bổ sung dưỡng chất cho da ngay cả khi ngủ, với thành phần chính của tinh bột nghệ là curcumin. Sản phẩm được sản xuất theo một công nghệ hiện đại. Nano curcumin được hiểu chính là thành phần curcumin trong nghệ được bào chế dưới dạng nano với kích thước siêu nhỏ, kết hợp đặc tính dễ hòa tan trong nước. Do đó dễ hấp thu trong cơ thể, độ hấp thụ trên da lên tới 80%, đem lại hiệu quả cao nhất cho người dùng. Sản phẩm ra mắt, trao tặng thêm cho phái đẹp bí quyết chăm sóc, tái tạo, phục hồi làn da, đặc biệt là làn da nhạy cảm. Hello mọi người, em vừa nhận được em gel nghệ nano đắp vào làn ngủ của công ty Momeri của chị Nhã Phương, và sẵn tiện đây em xin bóc cho mọi người xem bên trong có gì nhé. Và mở bên trong, chất nghệ nano vô cùng sánh mịn. Bây giờ em sẽ test ra tay. Khi mà lên tay cảm giác rất là mát lạnh mọi người ơi. Và em rất thích sản phẩm nào đem lại cảm giác mát lạnh cho làn da. Và bây giờ em sẽ chuẩn bị để đắp em nghệ nano lên da của em luôn nha. Chúng ta sẽ chuẩn bị một làn da thật sạch, thật khô. Sau đó chấm em nghệ nano vào 5 điểm trên da. Và massage thật đều mọi người nhé. Chúng ta nhớ massage kỹ để đem lại kết quả tốt nhất cho làn da nhé. Em nghệ nano sẽ có công dụng gấp nhiều lần so với nghệ thông thường, sẽ giúp cho chúng ta đem lại kết quả tốt nhất cho làn da chúng ta nè. Với em nghệ này sẽ loại bỏ thâm sạm, tàn nhang, phục hồi làn da hư tổn nè. Mọi người nhớ đắp mỗi ngày để làn da chúng ta được phục hồi nhé. Và khi mà ăn lên da cái em nghệ này, ăn cảm giác rất là relax, rất là mát lạnh và rất là thích luôn mọi người ơi. Chúng ta đắp 30 phút trở lên, sau đó rửa lại với nước, có thể để qua đêm luôn để đem lại kết quả vượt trội. Ta-da! Và sau 30 phút, làn da của em rất là căng bóng và sáng mịn luôn. Wow, siêu thích luôn mọi người ơi. Và không hề bị vàng da nhé. Em rất thích nghệ nano này. Một điểm là nó không gây vàng da cho em. Em rất sợ em nghệ nào mà lên da bị vàng da luôn đó. Mọi người ơi, chúng ta muốn có làn da đẹp nhé, sử dụng em này mỗi ngày nhé.